Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB ngày 18 tháng 7 hạ triển vọng kinh tế năm 2014 của khu vực Đông Nam Á với lý do căng thẳng chính trị ở Thái Lan và Việt Nam và nhu cầu quốc ngoại thấp ở Indonesia. Ngân hàng dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng trưởng 4,7% trong năm nay, thấp hơn so với dự báo 5% hồi tháng 4. Các nhà phân tích trước đó đã cảnh báo rằng Indonesia, nền kinh tế lớn nhất khu vực, đang đối mặt với khoảng thời gian dài bất ổn sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hồi tuần trước, làm trầm trọng thêm vấn đề trong khi mức tăng trưởng thấp nhất trong 4 năm và đầu tư nước ngoài còn lại. Ngân hàng cũng điều chỉnh dự báo kinh tế của Việt Nam do ảnh hưởng kinh tế từ căng thẳng với Trung Quốc. ADB cho biết số liệu gần đây cho thấy là tăng trưởng khu vực Đông Nam Á đã chậm lại trong khi triển vọng tăng trưởng kém đi. Ngân hàng dự báo tăng trưởng 5,4% trong năm tới.